Hôm qua 11 tháng 7, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại huyện Châu Đức. Đây là địa phương có vị trí giáp ranh khá dài qua hai huyện Long Thành và Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai. Để kiểm soát người và phương tiện đến các khu vực giáp ranh, huyện Châu Đức đã tổ chức 6 chốt rải rác trên địa bàn các xã Cù Bị, Xà Bang, Quảng Thành cùng một chốt của tỉnh trên quốc lộ 56. Các chốt này có nhiệm vụ kiểm tra, đo thân nhiệt và test nhanh khi có người ngoại tỉnh vào Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt với những người đến từ tỉnh Đồng Nai hoặc thành phố Hồ Chí Minh, hai địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Lực lượng tại chốt kiên quyết không cho vào, ngay cả khi có giấy xét nghiệm âm tính. Tại các điểm đến, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng quà động viên các chiến sĩ công an, quân sự, nhân viên y tế và thanh niên tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các chốt canh giữ khu vực giáp ranh đóng vai trò rất quan trọng. Chỉ khi các chốt này hoàn thành nhiệm vụ, thì lực lượng bên trong mới dập dịch thành công. Tính đến nay, huyện Châu Đức ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Qua điều tra truy vết, huyện đã xác định được 111 trường hợp F1 và 1.180 trường hợp F2 và 2.379 trường hợp F3. Tất cả đều áp dụng các quy định cách ly, phòng dịch theo quy định. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức xét nghiệm cho hơn 11.000 người liên quan và đã có kết quả âm tính hơn 10.000 người.